Chào bạn, hôm nay N2 sẽ hướng dẫn các bạn đo nguội để phát hiện chết chip lock. Đây là một nguyên đâm vớt cốt bình thường. Đo cho anh Trung này. Bên này này. Để dựng cái đồng hồ lên cho dễ nhìn này. Để anh đo cho máy liên tỉnh để quay. Anh đo cho xe hết chẳng có việc anh. Đây là một men đang vớt cốt bình thường. Ví dụ ta đo trở kháng của tụ này trên lưng chip bắc đang ở ngưỡng 0.01, 0.011. Được. Mà không nhìn thấy số ạ. Quay lia máy quay sang. Bạn cái này này, bạn ấy cần là thấy. Là được. Vâng. Được chưa? Đang ở khi đo ở lưng của hai con của tụ trên chip bắc ở men sống là 0.011. Nhìn thấy đồng hồ chưa? Rồi, đây là một nguyên đang chết chip bắc. Cũng đo lại con tụ đó. Đã chập về không? Nhưng mà chả nhìn thấy con tụ. Kệ, giữ nguyên về này. Rồi, chút camera xuống nó nhìn thấy. Đây là mình đang chết, đo lại con tủ của so sánh đến bên trước 0.0. Trở kháng chập về luôn so với mát. Nhìn thấy không? Quả đồng hồ chưa? Được rồi ạ. Được rồi ạ. Thôi, ghi cho anh chết chiếc bắc xong vứt ra nhà thùng này. Nhanh. Đỡ phải ngồi xung dâng với cả xung giảm. Bắt đầu thấy nóng tay để kiểm tra luôn, nhưng mà không quan trọng nóng da mà lo nóng nóng da không chết là do tăng xung, còn nóng da chết nó chậm thì nóng, mà tăng cái xung block lên nó nóng. Cái nhiệt độ tỏa ra là do một là con chậm, hai là do xung cấp vào con IC nó sai. Sai tương đương mềm rất nóng. Xuống xuống chưa? Dâng cao chót vót ạ. Vâng, cao lại đây. Và nó xích xem chân cọng nào. Nó trúng cọng rồi, nó sợ anh mày làm cái đường end nó tông lên quá cao. Nó mở quá rộng rồi. Ôi, tắt điện nghỉ đi. Chiều phải kéo thôi.